Dạ rồi con chào cô nha. Dạ vâng, cô cho con xin phép được hỏi cô tên là gì và đến từ đâu? Nhà Nguyễn Thị Thanh Hương, thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Bình Thạnh, phường Dạ. 26. Dạ, hôm nay cô về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp Dạ. sĩ người Thanh Hải giúp cô vụ việc gì? Tìm con Tìm con trở ha. về với mẹ. Dạ. Mẹ chờ đang chờ mong mỏi con về mà không thấy đâu hết. Dạ. Nhưng Con mà nhà mình tên là gì cô? Dạ, Nguyễn Anh Thư. Thư ha. Dạ. Em nó năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ, nó 26 tuổi. 26 tuổi. Bỏ đi ngày Dạ. nào cô ơi? Ngày 17 tháng 3, bữa nay đúng 3 tháng rồi. 3 tháng trời rồi. Dạ. Con gái nhà mình có gia đình chưa? Chúng cái thằng bị lừa nó có con rồi. Ồ, tội vậy. Dạ. Vậy là con gái nhà mình bị thanh niên khác lừa Dạ. cho có con. Có con. Vậy cháu 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 ngoại nhà mình nhiều tuổi chưa? Nhiêu tuổi Nó rồi? năm nay nó 5 tuổi rồi, gỡ bà sơ mà không có tiền miễn phí, Dạ tự nhiên mình bà ngoại lụm ve chai cực khổ, Dạ nhà đình cô Vậy khó là cái thanh khăn. niên đó nhà mình có biết không? Cái thanh niên mà lừa con gái nhà mình cho có con ấy, Nó có nhận con. nó không nhận à? Dạ. Trời ơi, thanh Dạ. niên nào mà khốn nạn dữ mà. Bởi vì con gái nó khờ vậy, nó bị Con nhà mình khờ lắm ạ. nhà nó khờ khờ lắm. Ông xã của cô đâu? Hôm nay sao không về đây đi tìm con với cô? Cái thằng nó cũng biết, con biết con nó mà nó không dám nhận, tự Dạ. nhiên thằng nó có vợ rồi. Vậy là con gái nhà mình Dạ. bị một thanh niên đã có vợ Dạ. lừa dụ dỗ cho Dạ. tới có con. Tội quá. Là gặp người mẹ cũng bị cũng giống như vậy. Cô hả? Ừ. Ô cô sao? Cô hồi xưa đó cũng cũng bị lừa vậy, thằng nó có vợ rồi, giờ Trời ơi. nó biết con đi có con mà nó không có nhìn mặt con nữa. Cô hả? Bây giờ nó giờ không có cha, con bé Anh Thư giờ không có cha mà đẻ con nó cũng không có cha luôn. Nhưng mà cô ngày xưa xưa là sao? Cô có thể chia sẻ cho cô chú anh chị cộng đồng mạng được biết không? Nói tóm ra là chị và cô buồn gia đình quá, gia đình làm khổ vì cô khổ hồi nhỏ 14 giờ đi lang thang ngoài đường. Cô nói lớn lên giúp con nha. Cô ở hồi nhỏ năm 14 tuổi cô đi lang thang ngoài đường khổ, gia đình là gia Gọi đình là làm mình đi khổ, bụi á ha. đi bụi đời. Dạ. Dạ. Cho nên sớm ai cũng biết nó khổ, nhưng mà ở sống với cha mẹ nuôi cô, nên thiệt là cô mồ côi cha Mồ mẹ, côi cha không mẹ mồ ha. côi ở cô như viện, Dạ. cô như viện, nhưng mà cha mẹ nuôi sinh cô là con gái, vì cha mẹ nuôi không có con gái mà sinh có ba người anh à, Dạ. đó lo phụng dưỡng cha Dạ. mẹ, ba người anh đi Pháp nó. Bây giờ ở bên đây thì cô phụng dưỡng từ mẹ đến phiên cha, mà cha mới mất thì cũng mười mấy năm tuổi rồi, mười mấy năm Dạ. rồi đó. Bây giờ cô khổ quá. Rồi sau đó là cô như thế nào? Dạ. Cô cái cuộc gặp gỡ cái người đàn ông ấy. Người đọc đó thì cô buồn gia đình, mấy thằng người đọc nó quen chị đó, nó nói ngọt hay là nó nói chưa có gia đình. Chị mới nói là muốn chưa có gia đình thì hỏi cưới, nói già nó nói cô cho hiến dâng lên cái bào thai vậy đó, giờ Vậy nó có là cái con người đàn ông đấy xạo. cũng xạo có gia đình rồi Dạ. mà lừa cô, Dạ. nói là chưa có gia đình, Dạ. yêu thương cô, Dạ. và rồi thì cô có bầu với cái Cơ người cái đàn ông bào. đấy. Dạ. Rồi sao nữa cô? Dạ, ăn gì cũng ói về, mà nói thiệt với ba mẹ nuôi. Ba mẹ nuôi nói bây giờ đã lỡ để con ra rồi mới lớn rồi xong rồi bộ nó lo cho cô tuổi già đó. Trừ cái nó có bà cô em chồng đó, cháu cái thằng đây là có cháu em chồng đó. Cái ba má chị dẫn qua nói là xin chị đi đẻ, cái nó nói nó chưa có vợ. Cái thằng bà cô cái thằng cái cô kia cái cô nói nó có vợ mà nó lừa vậy đó. Thôi đẻ nó ra tới bây giờ Ôi, nó tội cũng nghiệp hai mẹ con ghê. Vậy là bây giờ đến đời con của mình lại lặp đời lại con đời cũng mẹ. vậy, giờ nguyên cả chồng xóm ai cũng nói hai mẹ Thương. giờ đến con bị lừa vậy. Thương, thương. Hơn vậy bây giờ cô hoàn cảnh bây giờ cha mẹ nuôi chết hết thì Mấy người anh ở Pháp đâu? ba người anh một anh Út là ở bên Mỹ, là chung với ruột cháu ruột của bà cô em ruột của ba chị, với hai người anh ở bên Pháp không có cho tiền Ồ, mấy người anh nếu mà có anh ở bên Pháp, bên Mỹ là nhiều tiền lắm mà không có mà không giúp có cô cho được tiền, không nào. có cho tiền hết trơn. Sao Hồi vậy? xưa đó là ba chị còn sống, ba chị biểu xin tiền giúp đỡ đi chữa bệnh chân cái ta bị khớp không dám,
không dám bây giờ mà ba chị ra tay xin, bây giờ ba trước khi ba chị chết là ba nuôi nói, ba nuôi trước khi chết là trấu lại là gửi hàng tháng cho chị tiền, biết chị đau bệnh không có đi làm ăn được hết trơn, cứ hứa vậy để ba chị chết rồi ba chị trước khi nhắm mắt nói ba đứa con cô xạo ích kỷ vậy đó, không có nói đi chứ chừng chết không cho tiền mà hèn gì thiệt đó, hèn gì thiệt. Còn cái nhà đang ở thì nhà của ông anh thì ba chị nói là cái nhà bán chị cũng có phần một phần hơn, mà rút cuộc cái nhà đó, cái nhà đó cũng nói dối là nói để nhà tỳ đường, nhưng mà về Việt Nam thì không có hộ khẩu, chị phải cho mượn đăng ký hộ khẩu để làm sửa nhà. Về mà bây giờ cái nhà của chị xuống bậc cấp, cái cầu nó hư, chị không có tiền bạc gì hết trơn á, chị nói ở đâu ở sập thầu sập, đi làm giấy làm tờ xin nhà nước chú cấp cái nhà. Giờ ở sớm đó ai cũng biết hết, chị khổ không cha không mẹ gì giúp đỡ lẫn nhau nhé. Tới giờ phút này đau hơn là đời con mình lại lặp lại cuộc đời của mẹ, đúng không ạ? Mẹ đã gọi là đã tin trao thân yêu thương nhầm người rồi mà không ngờ đến đời con ha. Thật sự đây là một câu chuyện rất là xúc động. Sớm bây giờ chị đi bán. Vậy là con gái nhà mình quen cái cậu thanh niên ấy quê ở đâu cô? Nó ở Túc với nó hầu nó ở miền Tây. Cô có nhớ cậu đấy tên là gì không? Cũng không nhớ. Có hình ảnh của cậu đấy không? Không, có hình ảnh ha. Không có, thì nó quen, nó đi làm quen mà. Năm đấy là năm bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó nó mới có 12 tuổi rồi. 12 tuổi là cái cậu đấy làm như vậy rồi? Dạ. Ủa sao mình không đưa ra cơ quan chức năng pháp luật? Không nhớ được con. 18 tuổi, nó có con, mà đẻ con rồi. Rồi cái nó đi tiếp nữa, bị thằng lừa khác lại thêm một lừa, thằng khác có bầu. Nhưng mà cô không có tiền, cô đi biểu đi phá thai, đi xin tiền phá thai nữa. Quá. Phá thai. Mấy tháng rồi mà bỏ vậy cô? Tại vì cô không có tiền. Mấy tháng rồi? Lúc đó mấy tháng? Mới có mấy ngày à, bác sĩ biểu đi phá thai, chứ đẻ ra không có tiền nuôi. Ý là có bầu mấy tháng rồi á? Dạ. Có bầu mấy tháng? Có bầu chừng tuần à. Tuần hai tuần mà còn kịp phá mà. Nhưng mà tội. Nhưng mà cô không có tiền. Không có tiền ha. Tiền ăn không có xương sống, không có đủ mà. Vậy là con gái nhà mình đầu tiên bị một cái thanh niên, một cái đối tượng khác dụ dỗ là có gia đình rồi, lừa đảo. Dạ. Tới có bầu. Đi tiếp nữa. Con. Và đi tiếp. Có bầu lần thứ hai nữa. Nhưng mà cô biểu phá. Lần thứ hai thì cái thanh niên kia ở đâu? Mới nó quen cái thằng nào đâu. Mà cái thanh niên đấy có gia đình chưa cô? Dạ, nó chưa. Lần sau thanh niên đấy có yêu thương con gái nhà mình không? Nó nói ngọt, nói ngọt, nói giọt, nói ngọt, nó cho con gái yêu thương mà, chứ đâu có biết à. Con gái nó chưa có vợ. Tội. Nó chưa có vợ thành. Vậy là con gái nhà mình khờ đúng không ạ? Lần thứ ba nữa mới quen đây cái thằng. Lần thứ ba nữa? Lần thứ ba nó quen cái thằng Bình Dương. Mà ở 3 tháng nay rồi mà nó về trước Tết mà đâu có biết nó có bầu nữa đâu. Lại có bầu nữa ạ? À? Lại đi pha nó ăn gì nó cũng ói ra. Ai ngờ đi khám thai được có bầu, hai thằng sinh đôi. Nhưng mà chị thấy không có tiền cho nên chị phải đi xin tiền từng đồng phải đi phá thai lần. Mấy tháng mà lại phá? Hả? Mấy tháng được mấy tháng cô? 3 tuần đi siêu âm bác sĩ biểu phá. Nhưng mà không bác dám. Sĩ nào mà kêu biểu phá? Bệnh viện gia đình. Tội nhưng lắm, mà tội, thuốc, tội, tội, tội. Uống thuốc phá thai mà chết đứa còn sống. Tội, tội, rất còn, tội. Nhưng mà còn tội một đứa không? Nữa, nó tội. Uống thuốc nữa. Nó uống thuốc nữa tưởng đâu còn sống, ai ngờ còn nằm trong bụng. Bác sĩ phá luôn chứ đẻ là cực lắm. Nó tưởng đâu à, hết rồi em. Nó uống thuốc ngừa thai sợ có dính bầu. Ai ngờ bác sĩ khám thai là nó nói là để bác sĩ nó đẻ ra có tật thôi. Cô kia kêu nó uống thuốc phá thai luôn đi. Đẻ ra tật nguyện cũng khó lắm. Tội lắm bác sĩ. Tội. Tại vì con gái của chị nó đã cờ, đã như vậy rồi. Nó đã có con với nó rồi. Gài bẫy thằng kia nữa, dư quan thằng kia nữa chứ đâu phải đâu. Lại tiếp tục thứ tư nữa không? Không phải thứ tư. Thứ ba thôi ha. Có con mà dụ cái thằng đó mời con gái chạy
đi lên nhà thằng bạn mà tấu ngủ dài, nói thằng đây có con với nó, mà lại có con với nó mà tại nó phao vui con thằng kia, thằng kia tức mình làm cho con này nó cứng họng. Con kia nó còn nó biết trả lời. Khi mà bản thân cô là mẹ mà thấy được, chứng kiến được những cái cảnh đau lòng của con gái mình thì cô cảm giác như thế nào? Đau lòng lắm chứ, giờ biết về làm sao, giờ cô phải biểu có thai chứ để là mang nhục, cô cũng biết sao là không biết. Giờ mà cô nghèo cô khổ, nếu như mà cô có tiền mà cô nuôi cô đẻ đi, vì do hoàn cảnh khó khăn không có tiền cho nên cô... Con hỏi nè, con gái nhà mình có được bình thường không? Hả? Con gái nhà mình có được bình thường không? Nó khờ, nó to sẵn ha, nó không có được bình thường. Nếu mà cứ tình trạng cứ tiếp diễn như vậy thì con gái nhà mình sẽ gặp rất nhiều chuyện như nhiều thế này, nhiều chuyện đó. Sẽ tái diễn và lặp đi lặp lại nữa, con sợ điều đó. Dạ. Và tội nhất cô biết tội nhất là cái gì không? Là những bào thai, là những trẻ sơ sinh, là những em bé trong bụng không có tội mà phải mất oan. Như vậy thì tội lắm, tội vô cùng, rất tội. Nên bởi vì chồng sớm ai cũng nói nên là phải có một cái cách khi mà con gái về, khi mà con gái tìm được về phải có một cái cách biện pháp, mình phải nói cho con gái hiểu rõ chứ đừng để như vậy. Con thấy cái này tội vô cùng, tội lỗi lắm. Cho nên nói thiệt với em với cô đã thấy hoàn cảnh rồi, đã một cô một cút không cha không mẹ. Dạ. Giờ đẻ nó ra nữa, phải chi mà nó có đầu óc thông minh thì cô sướng biết mấy. Dạ. Bây giờ nó cô sướng biết mấy. Thật sự qua cái câu chuyện này thì đây là một câu chuyện rất là buồn và rất là tiếc, mà thật sự thì cũng cần lên án những đối tượng, những thanh niên đã từng gọi là lợi dụng lừa đảo quan hệ với con gái nhà mình để cho có cái hậu quả. Bởi vì ta thấy nó những người đàn ông trốn tránh trách nhiệm, gọi là đây là những người đàn ông gọi là tàn ác. Con phải nói câu là khốn nạn, thật sự rất khốn nạn. Thấy con nhà mình khờ rồi làm những cái chuyện đồi bạc, thật sự rất buồn. Nguyên cả chồng sớm ai cũng biết mà, cô từng đi bán nước còn không đủ đi lượm với trai của mình. 3 tháng trời qua cô có liên lạc được với con nhà mình không? Tự nhiên nó không có điện thoại. Vậy là cô có báo công an chưa? Báo rồi, không thấy đâu hết trơn á. Vậy là 3 tháng nay không có một tin tức gì về con gái nhà mình. Cô lo sợ nhất điều gì? Cô lo nó sợ đưa đi Campuchia rồi làm gái. Tấu cô ngủ không có được, tức miết. Cô sợ không ạ? Sợ con gái nhà mình khờ khạo. Khờ. Nếu mà không đưa đi vào làm những cái quán gọi là massage kích dục hoặc trá hình thì sợ rằng thời gian sắp tới con nhà mình lại ôm bụng bầu về nữa thì khổ nữa. Đúng không ạ? Bởi vì con nhà mình rất khờ. Thật sự rất là thương. Thương cô vô cùng, thương hai mẹ con ha. Khờ lắm ạ, có bị bệnh tiểu năng gì không cô? Trời ơi, ai nhìn cũng biết mà. Vậy đi học mà còn không được, cứ đừng như đi mất học lớp 6 mà. Con nhìn thấy ngoại hình cũng dễ thương đấy mà sao kìa. Đi học còn không được, cô mắng vốn lên nè, nó không được tôi cho nó việc làm. Cô có điều gì tâm sự với con trên cái video này không, cô nói đi. Là thưa với con, con hãy về với mẹ. Mẹ lo, mẹ nhớ con lắm. Là đứa con với con nữa. Nó nhớ con lắm. Nó cô để thấp tấm hình xuống giúp con. Rồi cô nói đi. Đứa con với con nó nhớ con lắm. Con về với mẹ, về giữ con, mẹ đi làm nuôi con. Con hãy về, giờ mẹ chân cảnh nhức khớp, mẹ không có giữ nó được nữa. Con hãy về. Tối nào mẹ cũng khóc trong mong con về. Về lo giữ con nữa. Con nó nhớ con. Xin dứt nữa. Về đi con, mẹ chờ. Con ơi về đi con, ơi con về. Về đừng cứ đi, về đừng cứ nghe lời ai hết trơn á trời. Thật sự đây là một câu chuyện rất lấy làm buồn, buồn vô cùng, thưa cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là đưa khuyên em quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại mẹ già. Thì vừa rồi là toàn bộ câu chuyện của người mẹ về đây, về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con. Thì cô chú anh chị xem cũng đã hiểu một phần nào, em rất
mong rằng cái video này đăng tải lên rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước xem và chia sẻ lan tỏa để một ngày gần nhất em sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại mẹ già và con thơ. Thật sự qua câu chuyện của cô, thương cô vô cùng và thương con gái cô cũng vô cùng, nhưng điều rất lấy làm tiếc là cả hai, cô đời cô lặp lại đời con. Đó là một gọi là câu chuyện rất buồn, bi kịch trong cuộc sống cô ha. Và qua cái câu chuyện này cần lên án những gã đàn ông tồi, những gã đàn ông gây ra tội lỗi, đúng không ạ? Yeah. Cô còn điều gì chia sẻ nữa không? Xin bà con cô bác hãy thấy con gái con cứ về, hãy khuyên đi về, mẹ đang chờ đợi con và đứa con gái nữa. Năm nay nó gần sắp một tuổi thì học hành cũng có tiền nữa, phải đi xin tiền chồng nữa, đau ốm bệnh hoạn phải đi xin bà con cô bác, rồi đây nó lên lớp nữa không có tiền mà đóng tiền học nữa. Vậy là con nhà mình phải bỏ mấy lần thai? Dạ, bỏ mấy lần phá thai, mấy lần? Ba lần phá thai. Dạ. Tội nghiệp, tội lỗi quá. Dạ rồi, thì sự việc của cô thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Yeah. Và cuối video này con chúc cô nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhận được tin vui là con gái nhà mình quay trở về. Cô nha, cô có đồng ý cho tất cả anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đang tải video này lên trên mạng xã hội không ạ? Xin chân tình cảm ơn chú Hải giúp đỡ tìm đứa con của con cho ra. Nếu không người mẹ không sống ba nổi. Cô, dạ rồi cô cứ yên tâm, cô bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe nha. Cô có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên mạng kiếm con gái mình không? Dạ, đồng ý hết. Dạ rồi. Giữ sao cho nó về, cảm ơn. Chú Hải đồng cảm ơn. Dạ. Để cho mẹ yên tâm đi lượm dê chay. Cô là binh đạo ở Thiên Chúa đúng không? Dạ. Rồi cô có đi cầu nguyện hay đi cầu nguyện không? Có. Cầu nguyện và cô có làm lễ rửa tội chưa? Rồi. Có làm lễ rửa tội rồi đúng không? Yeah. Và đi cầu nguyện cho những linh hồn gọi là những em bé được siêu thoát ha. Cầu mong Chúa. Cô ha. Yeah. Rồi cuối video này con xin phép chào cô. Yeah.